Thưa quý vị và các bạn, vào chiều ngày 21 tháng 6, thành phố Hồ Chí Minh triển khai tiêm đại trà vaccine COVID-19 cho người dân và công nhân lao động thành phố. Thành phố phấn đấu sẽ hoàn thành chiến dịch tiêm chủng lớn nhất với hơn 800.000 liều vaccine trong 5 ngày. Thông tin trên báo lao động. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh phân bổ 78.000 liều cho công nhân người lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao của thành phố, bảo đảm dành lượng vaccine vừa đủ cho tất cả những đối tượng này và không có chuyện người này được tiêm và người khác không được tiêm. Vì vậy, sẽ có 280.000 công nhân tại khu công nghiệp, khu chế xuất, 40.000 công nhân tại khu công nghệ cao và 20.000 công nhân tại khu công viên phần mềm Quang Trung được tiêm vaccine. Bên cạnh đó, thành phố cũng thực hiện giám sát để chủ động phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố bất lợi sau tiêm, đặc biệt là tai biến nặng sau tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Nhiều doanh nghiệp kinh doanh thương mại điện tử bất an trước thông tư 40 ban hành vào ngày 1 tháng 6 năm 2021 hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh. Bài viết sau để người kinh doanh bất an với thuế trên báo Tuổi trẻ. Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật quản lý thuế quy định các tổ chức cá nhân có trách nhiệm tự kê khai khấu trừ nộp thuế. Tuy nhiên, Thông tư 40 của Bộ Tài chính lại quy định tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử thực hiện việc khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân theo lộ trình của cơ quan thuế. Các doanh nghiệp băn khoăn khi bộ hướng dẫn như vậy thì không biết thông tư 40 lấy căn cứ pháp lý từ đâu. Trong khi đó, thời gian qua, các doanh nghiệp ngành hàng đã rất nỗ lực vượt qua khó khăn để thu hút được người sử dụng trong bối cảnh không có nhiều sự hỗ trợ từ nhà nước. Thì những chính sách như thông tư 40 lại có thể nhanh chóng làm tiêu tan nỗ lực. Sau gần 4 năm đi vào thực tiễn, nghị quyết số 42 đã tạo ra những chuyển biến tích cực trong công tác xử lý nợ xấu. Tuy nhiên dịch Covid-19 bùng phát lần thứ tư tiềm ẩn nguy cơ nợ xấu tăng cao trở lại. Xử lý nợ xấu thở Covid-19 vướng trăm bề là bài viết trên báo Tiền Phong. Do ảnh hưởng bùng phát của dịch bệnh, các doanh nghiệp vận tải và một số doanh nghiệp khác doanh thu sụt giảm nghiêm trọng, mới đây bộ kế hoạch và đầu tư cảnh báo một số doanh nghiệp gần chạm tới giới hạn mất khả năng thanh toán. Trong khi đó, công tác xử lý nợ xấu theo nghị quyết số 42, các tổ chức tín dụng đánh giá vẫn còn nhiều vướng mắc về xử lý tài sản bảo đảm, như việc thu giữ tài sản bảo đảm theo điều 7 nghị quyết số 42 cũng gặp khó khi khách hàng không hợp tác, đặc biệt ở những hồ sơ thế chấp trước thời điểm nghị quyết số 42 có hiệu lực không quy định thỏa thuận về điều khoản thu giữ tài sản bảo đảm. Theo quy định tại nghị định số 12/2020, ô tô kinh doanh vận tải có sức chứa từ 9 chỗ trở lên, container, xe đầu kéo phải lắp camera để bảo đảm ghi lưu trữ hình ảnh trên xe. Thời hạn lắp đặt phải hoàn thành xong trước ngày mùng 1 tháng 7 tới, nếu không sẽ bị xử phạt từ 5 đến 12 triệu đồng. Bài viết trên báo Nhân dân Tuy nhiên, nhiều hiệp hội vận tải và các doanh nghiệp kinh doanh vận tải cho rằng với tác động tiêu cực từ dịch COVID-19 như hiện nay, triển khai quy định nêu trên vào thời điểm này sẽ gây gánh nặng về tài chính rất lớn cho các doanh nghiệp và đề xuất xin được lùi thời hạn áp dụng xử phạt thêm một năm. Theo tính toán của các doanh nghiệp, chi phí cho việc lắp camera các loại xe khoảng 5 đến 10 triệu đồng một xe, chi phí truyền dẫn dữ liệu khoảng 1,2 triệu đến 1,5 triệu đồng một năm một xe. Với một doanh nghiệp có từ 50 đầu xe sẽ tốn khoảng 350 triệu đến 550 triệu đồng cho việc lắp đặt. Thời gian qua, Công an thành phố Hà Nội liên tiếp phát hiện nhiều vụ việc trồng cây có chứa chất gây nghiện tại nhà riêng ngăn chặn trồng cây chứa chất gây nghiện là bài viết trên báo Hà Nội mới. 6 tháng đầu năm 2021, Công an thành phố Hà Nội khám phá hơn 2.000 vụ án ma túy, trong đó có nhiều vụ việc trồng cây có chứa chất gây nghiện. Lợi nhuận từ trồng cây cần sa cao gấp nhiều lần so với các loại cây khác, khiến các đối tượng bất chấp quy định cấm của pháp luật để trồng. Các lực lượng chức năng đã và đang tăng cường bám sát địa bàn, kiểm tra chặt chẽ để sớm phát hiện hành vi này và xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời khuyến cáo người dân phối hợp giám sát cùng với lực lượng chức năng để phát hiện các đối tượng lén lút trồng cây có chứa chất gây nghiện.